Di Động Channel, một sản phẩm của báo Di Động Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn ơi, sau series vẽ thú cưng từ số 8, bắt đầu từ kỳ này, Nido sẽ hướng dẫn bạn vẽ các bạn thú trong nông trại nha. Cùng bắt đầu với một chú bò đáng yêu nào. Nông trại bò nhảy múa. Đầu tiên, bạn sẽ vẽ số 8 với một hình tròn nhỏ ở phía trên và một hình tròn to ở phía dưới. Bạn có thể dùng cây thước hình tròn hay các vật dụng hình tròn để vẽ cho dễ nha. Bây giờ chúng ta vẽ hai sừng nhỏ cạnh hai tay. Tiếp theo, ta sẽ vẽ hai tay cho chú bò. Tai bò hơi giống hình chiếc lá đó bạn. Bây giờ, mình sẽ vẽ hai con mắt ở phía trên. Sau đó, bạn vẽ một hình bầu dục phía dưới đầu và chú bò của chúng ta có hai lỗ mũi tròn nho nhỏ. Thêm một đường cong làm cái miệng. Để bò nhảy múa, ta vẽ một tay hướng lên, một tay hướng xuống. Một chân thì đứng trụ, một chân giơ lên cao. Vẽ chiếc đuôi dài với một chùm tua nữa nha. Thêm những đốm khoang trên da bò vào nào. Xóa các nét dư. Bây giờ, chúng ta sẽ tô màu cho chú bò thật là đẹp, thật là đáng yêu. Bạn hãy chọn một màu mà mình yêu thích với 3 tông màu đậm nhạt khác nhau. Ta tô màu đậm trước, màu nhạt sau. Cuối cùng, ta đồ nét lại để chú bò trông rõ nét hơn. Còn bây giờ, thả bò vào nông trại thôi. Ấm bò. Hãy ép nhựa cứng chú bò để có thể giữ lâu hơn bạn nhé. Bây giờ Nido phải chào tạm biệt các bạn rồi. Đón xem kỳ sau để biết được là Nido sẽ giới thiệu cho các bạn vẽ bạn thú nào từ số 8 nha. Ta có thể sử dụng đáy ly nè, nắp chai nè, tất cả những vật dụng có hình tròn để vẽ. Bạn cũng có thể dùng cây thước có nhiều hình tròn để vẽ cho đẹp hơn. Tiếp theo, ta sẽ vẽ hai tay cho cún cưng. Vẽ hai tay cún như hai trái cà tím vểnh ra hai